Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết và cái phương pháp để các em có thể tính cái khoảng tứ phân vị. Cái khoảng tứ phân vị các em nhớ thầy cái công thức. Đây, chúng ta vẫn áp dụng điều đặn cái công thức này. Đây này, công thức này. Nhớ ở Q1 này. Nha. Chơi chỗ đen không phải lúc nào số 9 đâu các em nha. Không phải số 9 lúc nào số 9 mà ta lấy cái này này. N chỉ 4 là chính xác nhất chỗ đây. À, tần số chưa chắc ở đây nó đã là F1 đó nha, nó tần số tích lũy tùy theo cái anh Q1 nó rơi vào nhóm nào nha, nhóm 1, nhóm 2 hay nhóm 3. Ví dụ như nó rơi vào nhóm 3 thì chỗ đây phải là CF2 và đây là N3, cái hiểu chưa nào? Đó, ok chưa? Thì hôm trước thầy vẫn giữ lại cái bản phương pháp làm này để chúng ta nắm. Bước đầu tiên ta phải đi tìm cỡ mẫu. Đó, sau đó chúng ta đi tìm Q1. Để tìm Q1 thì chúng ta làm thực hiện theo các bước này. CF này đã chính là tần số tích lũy, N là tần số này, H là độ dài và S này đã chính là đầu mút bên trái. Đầu mút bên trái. Chúng ta thể bấm những màn hình lại, bạn nào hôm trước chưa xem clip kia thì bắt buộc phải vào trong clip kia để xem để biết phương pháp thôi. Chứ giờ mà giải thích ra nữa dài lắm nghe. Nha, còn cái tìm Q3. Đó. Ở đây thầy không để là CF máy và N máy, tại vì cái Q này nó rơi vào nhóm 4 hay nhóm 5 hay nhóm 6 tùy theo đề bài. Các em hiểu chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở cái phần luyện tập 2, nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm cái gì? Đây, chúng ta sẽ đi tìm cái khoảng tứ phân vị của cái bài này này. Đây, cái bảng này. Thì để làm cái bảng này thì chúng ta phải có cái tần số tích lũy. Có đúng không? Chúng ta phải có cái tần số tích lũy ở cột bên đây. Đáng lẽ thầy kể ra các em. À, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ghi chỗ đây là tần số tích lũy này. Tần số tích lũy thì các em thầy sẽ chỉ em xem nha. Cách làm này. Ở đây là 1 thì chúng ta ngay từ nhóm 1 á, đây là nhóm mấy? Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Ở trong này có 5 nhóm. Thì ở nhóm 1 bao nhiêu, tần số bao nhiêu thì phan qua tần số tích lũy là bấy nhiêu. Được chưa? Ở đây bao nhiêu thì qua bên đây bấy nhiêu, chứ chưa có cộng đâu gì cả. Sau đó chúng ta nhớ này, chúng ta lấy nhóm 1, tần số tích lũy nhóm 1 cộng cho nhóm 2 thì để được nhóm 3. Như vậy 1 cộng 6, chỗ đây là cộng này, 1 cộng 6 là bằng 7 ở đây. Tương tự như vậy, các em lấy 7 cộng thằng này thì ra được nhóm này. 7 cộng 21 thì ra được 28. Bây giờ đã hiểu phương pháp chưa? Các em lấy 28 cộng 21. Các em hiểu không? Ở đây ra được là 49. Lấy 49 cộng cho 11 thì ra được ở đây là 60. Có hiểu chưa? Hiểu phương pháp chưa nào? Đó, thầy làm rất chậm. Thầy nói em chẳng ra một clip một bài, nhưng mà chúng ta hiểu chậm mà chắc. Còn hơn chúng ta chạy ao mà chúng ta chả biết cái số liệu đó ở trên trời rơi xuống hay là dưới đất chui lên là không được. Bước đầu tiên, nếu như ở đây mà người ta đã cho các em tần số tích lũy rồi thì thôi, ta không cần phải làm cái việc này nữa. Các em hiểu không? Và cái tần số đây, nếu như ở đây người ta chưa cho các em cỡ mẫu thì bắt buộc ta phải lấy tất cả các tần số này để các em cộng lại để ra được cỡ mẫu. Nhưng mà cỡ mẫu ở đây N người ta bằng 60 rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cứ theo cái phương pháp mà thầy đã chỉ rồi các em làm thôi. Nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái anh Q1. Đúng không? Ta đi tìm Q1. Nhớ là cỡ mẫu. Cỡ mẫu ở đây người ta cho rồi thì thầy sẽ không đi tìm cỡ mẫu nữa. Mà cỡ mẫu đây đã có rồi thì thầy không đi tìm. Còn nếu như ở đây người ta chưa cho mà người ta chỉ cho tần số thì em lấy tất cả tần số này các em cộng lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Q1. Nha. Để đi tìm Q1, bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tính dùm thầy cái tỷ số này. Các em lấy N chia cho 4 để các em so sánh nha. Các em lấy 60 chia 4 là bằng bao nhiêu? Bằng 15. Tại vì nó chẳng mà. Thì thầy đã nói phương pháp rồi. Thì nhóm đầu tiên nào? Nhớ cái từ đầu tiên nha. Nhóm đầu tiên. Nhóm thầy có từ đầu tiên nha. Nhóm đầu tiên nào có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng N phần 4, nghĩa là lớn hơn bằng 15, thì cái Q1 nó sẽ rơi vào cái nhóm đó.
Nhưng mà cái này thì bắt buộc phải nhìn vào bên tần số tích lũy này. Ở đây là 1, ở đây là 7. 1 với 7 không thể nào lớn hơn 15 được. Thì chứng tỏ nó chỉ có 28 nè. Các em thấy 28 thấy không? Như vậy 28 này nó sẽ lớn hơn 15. Vì ở đây là 28 sẽ lớn hơn 15. Nên suy ra cái nguyên 1 này nó sẽ thuộc vào nhóm mấy? Nó sẽ thuộc vào nhóm 3 này này, chứ không phải nhóm 2, nhóm 1 đâu nha. Nó sẽ thuộc vào nhóm 3, đó chính là 54, 61. Cái này rất quan trọng, tại vì chúng ta phải biết được nó rơi vào cái nhóm nào để chúng ta xác định à đầu mút bên trái này, độ dài của nhóm, tần số tích lũy của nhóm 2, rồi tần số của nhóm 3. Cái này là nhóm 3 đúng không? Như vậy thì khi đó chúng ta biết được cái điều gì? Trên công thức của chúng ta là Q1, nhớ là Q1 sẽ bằng là S cộng ở đây N trên 4 trừ ở đây cho CF, chia cho ở đây cho N và nhân ở đây cho H. Thì thầy giảng rất là kỹ để chúng ta hiểu này. Cái S này đó chính là đầu mút bên trái, thì đó chính là số 54 nè. Rồi H, độ dài của nhóm, thì các em lấy 61 trừ 54 thì bằng mấy? Bằng 7 nè. Các em hiểu không? Rồi cái N trên 4 này là bằng 15, tính ngỡ thế chỗ đây 15 nè. Cái CF ở đây nó rơi vào nhóm mấy? Ở đây nó rơi vào nhóm 3, thì chúng ta sẽ lấy tần số của nhóm, tần số tích lũy của nhóm 2, nó vẫn là 7 này, chỗ này số 7 này. Đó. Và N tần số là tần số của nhóm luôn, là tần số của nhóm 3 là bằng 21 này. Thầy vừa nói vừa chỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Có đúng không? Chúng ta xem video chúng ta đừng có tua, nếu em tua là em không hiểu á. Khi đó chúng ta thế vô Q1 bằng S ta bằng bao nhiêu? 54 cộng N trên 4, N trên 4 ta là bằng 15 này. Như vậy ở đây làm ta ghi là 15 ra luôn. Trừ CF. Các em thấy CF không? CF ở của chúng ta tần số tích lũy của nhóm 2 là chính là bằng 7. Chia N của ta là tần số của nhóm 3 là 21 và nhân cho độ dài nhóm là bằng 7. Nhưng mà khi đó cái Q1 của chúng ta sẽ bằng gần bằng ở đây ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính ra 54 cộng ở đây là bao nhiêu nè? 15 trừ 7 bằng 8. 8 phần 21 nhân lên cho 7. Đây. Bằng 56, mấy? Em. Ở đây ra là bằng 56. 56,67. Quy 1 là 56,67. Ok chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tính cái Q3. Chứ đi tìm Q2 làm gì đâu, đúng không? Đi tìm Q2 làm gì đâu các em, đúng không nhá? Rồi, bây giờ là để tính Q3 thì chúng ta phải tính thành tỷ số 3 nhân N chia 4. 3 nhân N chia 4 thì các em lấy 3 nhân cho 60 chia cho 4 ở đây thì bằng 45 đúng không? Tại vì 63 nhân 15 bằng 45. Thì chúng ta xem thử là cái nhóm nào nó có tần số tích lũy nó lớn. Nhóm đầu tiên nào, quên cái từ đầu tiên ha. Nhóm đầu tiên nào có tần số tích lũy là lớn hơn 45 thì đó chính là số 49 đây này. Các em thấy không? 49. 49 thì lớn hơn 45. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra cái anh Q3 này này nó sẽ thuộc vào cái nhóm nào? Nó thuộc vào nhóm 4 này. 61, 68. Đó. Bây giờ các hiểu chưa? Các em dễ không? Dễ không? Rồi. Rồi, rồi thì khi đó trên cái công thức Q3 của chúng ta thì công thức chúng ta là bằng gì? Bằng T cộng ở đây là 3N trên 4 trừ ở đây cho CF. Đúng không? Và chia đây cho N và nhân ở đây cho L. Thì trong đó T của chúng ta là cái thằng này. Đầu mút bên trái là T là 61. L chúng ta lấy 68 trừ 61 là độ dài nhóm là bằng 7 này. Tương tự như vậy, cái thằng này là bằng 45 này, chúng ta lấy cái này thế chỗ đây. Cái CF, CF ở đây thì thằng này rơi vào nhóm 4 thì chúng ta sẽ lấy CF tần số tích lũy của nhóm 3 là bằng 28 này. Chúng ta lấy tần số tích lũy là 28 này. Như vậy là ở đây là 28. N tần số của nhóm 4 là bằng 21. Đây, thấy chưa? Sau đó các em thế vô. Nhưng mà cái Q3 của chúng ta sẽ bằng là T chúng ta là 61 cộng ở đây là thằng này là 45 này. Đấy,
3N94 là bằng 45 này, chúng ta thấy chỗ đây nè. Trừ CF. CF là tần số tích lũy của nhóm 3 là 28. Và thằng này đây chính là 21 tần số và độ dài nhóm là 7. Nhưng khi đó Q3 sẽ bằng, ta tính này, 61 cộng mở ngoặc ra kem lấy 45 trừ 28, ở đây là 21, đóng ngoặc lại nhân ở đây cho 7, rồi đây ra 200/3 bằng 66,67, đúng không? 66,67. Như vậy delta Q, cái delta Q ta bằng Q3 trừ Q1 sẽ bằng 66,67, mà trừ đây cho đây Q1 chúng ta là bằng 56,67, thì cái delta Q của chúng ta sẽ bằng là 10 đó. Hiểu chưa? Vậy đó, có mà đâu gì đâu mà khó. Bây giờ đã hiểu cái cách làm được em, công thức thì thầy cũng viết lại cho em xem ấy. Được không? Q1, Q3 quá rõ ràng như em luôn á, không có cái chỗ nào mà em không hiểu cả. Thầy nên nghĩ như vậy. Không mà thầy thấy cái bộ cánh diều này nó đưa ra cái việc mà so sánh cái thằng này, cái nhóm nào đầu tiên mà nó lớn hơn bằng cái tỷ số này để chúng ta lấy nhóm đó để nó thuộc Q3, Q1, thấy hay á. Chứ còn anh bộ kết nối thì quay đầu tiên của cái chương 3 này có vẻ không hay bằng cái phương pháp này em ạ. Không, cái nào hay thì nó hay mà. Hiểu chưa? Rồi, ok. Quá chi tiết cho em hả? Thầy biết là các em có hiểu hay không nữa thì các em sẽ comment. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có cái bảng này để nó có tần số tích lũy này. Câu mẫu áp dụng công thức, nghĩa là khi trình bày á, khi trình bày thì chúng ta không cần phải đi tìm S hay đi tìm H các kiểu hay là CFN cả, mà chúng ta chỉ việc trình bày như thế này, nghĩa là ghi công thức nó ra như này và thế thôi, và chúng ta chỉ lập luận ở trên đây thôi, cái hiểu chưa, và chúng ta thế vô đó. Ok, cách trình bày này chi tiết này chúng ta làm á, em phải học về cách trình bày nha, chứ không chừng đó ngơ ngơ ngáo ngáo chả biết làm như nào hả. Thầy giảng thì thầy giảng rồi, thầy đã chỉ ra FHN3 và CF này, trên đây đã có ghi vô này, thế mà công thức là ra, không cần phải ghi là công thức đâu em, được không? Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập. Các em nên làm bài tập trước các em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa đó. Ok. Hòa Lan đẹp các em, đẹp luôn. Chào.